tiền đứng đầu hết đó. Nó tự mọc luôn, không có ai chồng nó gì chứ. Dạ, nó mọc lên là từ từ là nó trưởng thành rồi. Dạ, đây là cái ngôi chùa vào năm 1978. Dạ, mình thấy là cái mái nhà ngói ở chính giữa đó, mình nhìn bên ta phải tay của vị đó. Dạ, đó, trong cái đó đó. Dạ, trong cái chùa đó là đẩy cái lầu lâu của vị nha, chính giữa đó là đẩy cái lầu lâu á. Năm 1978 là nguyên khu vực và ở tại cái huyện Stone này là giết không còn một mạng nào sống sót ở tại cái huyện này. Là bởi vì là người dân Campuchia họ sống về tâm linh, họ tưởng rằng bước vào trong ngôi chùa là bên bón là tha thứ, và vào trong ngôi chùa là bên bón giết chết những người bãi tha ma như vậy. Dạ, khi mình đã mất đi và đào thai là cây thốt nốt vẫn còn sống bình thường vậy ha. Rừng cây thốt nốt. Dạ, đây là rừng cây thốt nốt nè, chỉ có một phần nhỏ thôi. Và đến cầu Phương Sư đó là kêu là bạc triệu cây thốt nốt. Mình đi đâu nguyên là tất cả là cây thốt nốt rồi ha. Đó. Rừng cây thốt nốt à. Dạ, những cái cây này người ta không có lên lấy ha. Mà những cái cây mà có đón cái thân cây tre vào đó, người ta mới lên lấy. Và có người mà lên lấy thì những người đó là leo cây giỏi ha. Mà những người bình thường thì người ta phải là đóng cái thân cây tre vào trong cái thân cây nó mới lên lấy được, mới khai thác được. Và không phải là dễ lên đó vậy ha. Nhà Campuchia là cái nhà truyền thống, là cái nhà sàn. Nhà là có lâu đời. Nhà Campuchia là gừng cây là 100% về gừng cây hồi xưa. Và bây giờ thì không còn gừng cây. Bây giờ là gừng cây của Campuchia là còn và nằm ở miền Tây Bắc và miền Đông Bắc. Và Đông Bắc gấp với Lào và Tây Bắc gấp với Thái vậy ha. Và là còn và gấp với miền Nam của Việt Nam của mình thì không còn gừng cây vậy ha. Và đặc biệt nhất là gáp trên mấy hoa lư đó là cây rất là nhiều. Một ngày như vậy là mấy tụi Trung Quốc họ mua và từ Campuchia về Việt Nam và đi trên đường cửa khẩu hoa lư rất là nhiều. Một ngày như vậy không biết là bao nhiêu chiếc xe vậy ha. Và cả ngàn chiếc xe để đưa vào những cái gỗ. Điều rồi.
đây không có thấy cà phê phòng giống ở Việt Nam đâu. Đây không có cà phê. Thêm mai, yeah. Mấy em nó biết là họ lấy cơm nha, ôn thêm mai. Và trên bàn ăn buổi trưa nay thì là người ta có nước miễn phí, đó là nước trà đá. Ôn thêm tức, mà nhớ tức một, mà nhớ tức ai á. Và tức là có nghĩa là nước, ôn thêm tức rồi ha. Và có người thích dùng nước mắm, và nước mắm kêu là tức tray. Và nước tương kêu là tức xì yêu. Và nước tương kêu là tức xì yêu các bạn ha. Ngoài cái cao su thì ở đây và người ta cũng là trồng tiêu, và cũng là hạt tiêu ở đây thì rất là thơm, rất nổi tiếng. Và thứ ba nữa, họ sẽ là trồng các loại trái cây ăn trái rất là nhiều, và ở tại địa phương tỉnh của Buôn Chàm này thì họ có giống như là sầu riêng, chôm chôm, bồng bon, mãng cầu. Và đặc biệt là đây là cũng là một cái xứ sở là khoai mì. Dạ, khoai mì là trồng và tại địa phận tỉnh của Buôn Chàm rất là nhiều. Và trong một ngày như vậy là có cả 100,000 chiếc xe và tải là chở vào cả chục tấn đi về cửa khẩu Tràng Việt rồi ha. Và đó là cửa khẩu Tràng Việt, ngoài là cái cửa khẩu Sa Mát. Thì và ở đây thì họ có thể là trồng bắp nè, đậu nè, và giống như là dưa hấu nè, là nói nôm na là vùng đất màu mỡ nhất của đất nước Campuchia. Và đây là câu trong một tỉnh thành và người dân số và sinh sống và nhiều nhất của đất nước Campuchia, và đó là địa phận tỉnh Campuchia. Và ở đây mình sẽ đến khu vực này kêu là Suông vậy ha, Suông. Và Suông thì chút nữa từ đầu mình sẽ đến và Tho Thủ Tân, rồi sau đó thì mình sẽ đến địa phận tỉnh Campuchia. Và xin thưa quý vị, giờ mình đang đi con đường này, và đây là con đường quốc lộ số 7 quý vị ha. Mình đi từ sáng giờ, quý vị nhìn thấy và cái ngôi chữ Campuchia đồng mình nhìn vào đọc có hiểu không nhỉ? Nhìn vào đọc hiểu chết liền á. Nhìn vào đọc có được không nhỉ? Dạ, nhìn thấy giống như là giống như là cộng mười tôn vậy ha, cộng bốn giúp như vậy. Thì là nguồn chữ Campuchia được mà. Thank you.
Đây là một cái cầu cổ này. Who want the toilet, please? Yes. You know, five star food. Vedi, ma che c'è la pisciarella? Who want the toilet? Non è possibile. Dov'è Rodolfo? Fate una foto con le signorine, no? Dai. No, con chi? Con queste qua. Becchi, fate una foto con le signorine. Sei contento? Va bene. Dai. Sì, ma glielo chiedi te, eh? Eh? Vieni. Can you picture with her? Se vergogna! Ma tua madre ce l'ha? Dai! Oh, gli dà piano! Dai! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, dai, con này mua được cái gì không? À, cái gì được đấy? À, con đây này, con này, này. Ăn thử chứ biết thôi chứ không dám ấy. Có muối bỏ muối vô. Ồ nhiều dữ hả? Rồi. Ôi giận. Không không, chú ăn, chú làm một con rồi, để chú giả mà không biết lo hay dở. À, phải bỏ bớt đi rồi lấy con gì con nữa. Ý nhiều quá, cho thứ khác được không?
À mà cho một thương con nữa khác đi, lấy bớt ra rồi cho ít ít thôi. Cho con gì khác nữa không? Đó, đừng có cho nhiều quá. Có con vợ là mắt. À, đó đó đó. À. Rồi cảm ơn vậy đó. Con vợ là mắt. Nè ông quay tôi ăn đi coi. À, tôi mua đi. Thấy không? Đường ở đây xe đi rộng thanh thản.